Sau những cái tháng ngày bôn ba lên trên núi tầm sư học nghề thì hôm nay là em đụm cũng đã là thành nghề rồi. Sau khi thành nghề thì em lụm bắt đầu là đi tìm ngay cái bà chị ruột chim sâu để thử cái tay nghề của mình như thế nào nè. Em lụm thì trong cái lúc làm á thì thị thầm trong tay của chim sâu, sau cái tường này mà bột chét nó chét hoài không ăn vậy ta, sao kỳ vậy ta. Còn cái bà chim sâu thì bà tức quá, bà lấy là cái son nè, bà thai lên kem nền nè, bắt đầu bà trộn với nhau, bà đẩy lên luôn. Trời ơi, tới công chuyện luôn cả nhà ơi. Và câu chuyện này như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video nha. Hôn trích bao nhiêu yêu dấu mới trình đầu giao ơn. Ngồi đó đi, nó cho nó làm. Mơ mơ người kia đôi ta thấm bước bên nhau trên đường về, hai và tim cho ta cánh tay trong cuộc đời bao sóng gió đưa đường trên hai lối đến anh anh mắt em hết rồi. Giờ mơ nào nào người có hai chân anh nghẹn ngào, mỗi ngày anh trao vợ mang về nỗi trong nào. Mơ qua mình lời tôi chào trái tim anh dày hao, chờ đợi má anh phá làm sao. Ngày chưa đã lưu lầm bước dưới quân trong âm thầy, có lời rằng từ đây nữa trái tim anh chớ lành cảm. Ấm đến là khinh thành gió mình cho đời anh, giờ đành tao nỡ với gia đình âm. Đẹp đẹp mà chứ có không có đẹp mà ổng còn chưa chịu không nổi ca liêu liêu gì là hay luôn lắm ơi. Dạ dạ dạ, ca vừa trang điểm vừa lên trong cổ cho chị sâu nghe nè. Nè mà giữ đó đầu nè, đẹp vô phòng nè. Trăng ấm trăng bìa dần, cái trăng canh hầu mà làm giống cổ mà dâu nó nái bột chét gì đó. Người chét ta trăng trăng là trời là là khuyên đêm ngày trong tóc giờ này giỏi cho ai. Trời ơi, đừng dùm ca đừng hồi không còn một chú. Em ơi sao không khỏe nhậu ba trời không nổi quay bên kia quá. Ơi trời ơi gì đó mầm mầm ơi ơi không mầm sao trắng rồi bên đây đi quay lại quay lại bên kia quay bên kia quay lại cái gì nhiều vô rồi lắm vừa ngọt chưa luôn quá đẹp quá đẹp. Đi gì? Trời ơi, cái gì mà tóc nó sụ này nè. Buộc cọng tóc cho chị sao coi. Buộc lên. Mà chuyên viên trang điểm phải buộc tóc lên chứ. Buộc lên, buộc lên á. Bới lên chứ sao, bới lên. Để nó bay bay bay. Nó cầm hết tóc á. Ờ đó. Gì đó. Hết mấy tóc bay rồi. Tóc cao lên nhỉ. Bằng 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 bằng. Để em. Từ từ chứ không mà nè. Buộc cho dây sau buộc đây. Buộc đứng lên. Buộc đứng lên lấy dây sau. Để cho nó bay. Con kia nó kìm nhau. Buộc đây luôn. Chưa gì còn cái bên đây cái mặt bên đây nó chưa trang điểm mà. Rồi quay qua. Đứng sau quay qua. Thứ hai giờ không có không? Ba tự tử cho. Em làm nó mới hay đẹp hơn. Lượm đang học. Cô lượm đang học nghề hả? Trời ơi, tự trang luôn hả? Được không có người trời? Ờ, từng làm đánh bắn. Ờ, làm đó. À, tới kia gần luôn. Ôi, đi good, good. Wow. Ờ, thằng Lộm, ta mới học ngày trang điểm, để cho thằng Lộm đi trang điểm. Quá đẹp. Giờ cảm ơn, chúc mừng hạnh phúc. Quay mặt qua đây, nhìn sao quay. Ờ. Tôi trang có 15 phút rồi xong đó nè. Ờ, anh đang học rồi. Thật? 10 phút không? Trời ơi, có 15 phút mà. Chuyện đó mà qua tôi có 15 phút chứ không yêu. Đợi dưỡng quay 15 phút. Lên cổ nè, lên cổ cho chị sâu nghe nè. Ê, ra em đi, chắc cầu lắm rồi. Ôi dù quá xa là chui, ngày trăng bên giá là cơm cơm thịt trời.
bữa nay bơm lâu ta hát ngân tùng và trơn ánh ngay trời mây. Bà Kim Sâu làm đấy chưa? Bà hát lăng nói vô hàng tám, chú tính năm mà chú cứ luôn cho hàng sáu. Anh đứng cho giờ tôi với anh đi làm chui. Ông tôi cũng đang nói với bà tôi. Đúng với vợ tôi. Chung lửa làm vợ tôi. Ngày nay trên hợp đôi bàn. Hai con. Em ta làm. Người em ta làm có sao không? Hỏi. Nè cháu ơi còn miếng như này nè. Để cho anh đó quá đẹp luôn. Cho chị mày chút. Còn miếng nha cho chị mày nó làm. Rồi nhắm miếng nữa. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Bên đây nè làm. Sống mũi luôn. Ủa thấy không, ta làm đẹp ghê không? Quá. Đẹp mà xấu vậy. Cho anh nó làm, cho anh nó, cho chân mày nó. Chán á, chán á. Chán á, ừ. Đúng rồi. Mày chấm đây, tao quét. Tao quét á. Không có mặt lại, tôi làm như tại đây. Tôi làm không được là không được. Giang lý bên đó hoài. Ồ, đẹp bên đó, nó thử. Đừng xuống mũi nữa. Nếu có mũi rồi, thấy kem nền. Kem pháo. Tới gì nè? Ờ, tới đó đó. Có đầy đủ đồ hết trơn á. Có đủ rồi, ta mới mua luôn á. Ta mới sắm, ta đi học trăm điểm mà. Ừ. Bông hồng hả? Bả bông hồng không đó nữa. Cái nền. Có đường lên chơi lộn một cái nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Xuống người tay, xuống người tay. Chưa rồi. Để cho đánh đều ra. Yeah. Mới chết lên. Ở đây nữa, đi qua cho tao chết có điều coi. Rồi, giờ chết. Mà người ơi, tôi là Khả nè. Ừ, tôi là Khả. Ừ. Người không có cười, không ngất gì. Bà cuối nợ bà gì? À trời ơi, điểm đi cho mấy bạn, nó mới điều. Rồi. Chà, cho điều. Chà, cho điều ơi. Rồi, để kiến xuống, để tắp kiến xuống. Thắp cái kiến xuống, đưa đèo. Đúng rồi, để thắp cái kiến xuống. Để cái kiến thắp xuống nè. Cái bộ đồ ngày cũng thợ này tới vô công được chứ. Rồi. Chán nhà, chán bên kia rồi, bên kia kia rồi. Chưa làm. Lên xong. Ba cao. Rồi. Cái mà cho lên xong vậy? Đẹp. Vậy đẹp rồi đó. Thôi phải rồi. Lại để cho sâu tự ở đây, sâu tự đem lên. Ờ mấy chú ơi, trời con học coi làm con này biết làm sao, tao nữa con đi học. Con đi học nha. Mà làm tùm lum giờ kìa. Ừ đó. Ê vậy đơn giản thôi. Ờ đẹp phải không? Làm cho đàng hoàng làm. Cho làm cho cái chỗ kia ấy là cái làm cái sông trên kìa. Mấy chú ơi, lấy cái cây qua đánh kìa. Cái kìa đánh kìa. Cái này là cái gì? Vậy ba. Cái này kem. Cái này là cái gì? Ờ kem đó. Phải không kem? Cái gì vậy? Kem trang điểm đó, kem gì? Phải đây. Cướp cho bà trắng lên, còn cho bà đi lấy chồng đâu. Ừ, cho chồng thương. Coi em theo chồng, rồi giờ làm dâu chỉ là... Thôi phải được rồi. Xong chưa? Được rồi. Trời ơi, bà làm tùm lum hết trơn đi. Thôi, có mặt bà giống vĩ lên chứ mà. Dơ luôn á. Rồi, đeo dạng coi. Wow. Trời ơi, kìa đưa tay cho em nó đeo vô. Ủa, nó tốt hơn giờ đeo tới con chó luôn. Đeo ship đeo vô. Có rồi à. Trời ơi, đưa dạng rồi đó hả? Đeo hết luôn. Đeo hết luôn hả? Đeo hết luôn. Cái nào? Ở đồ. Lấy mấy cái ngoài đeo trước đi. Chú đã ra, để chú đã để em làm cho. Chú đã là em sợ lắm rồi đó. Trời ơi, được cái dạng người ta chú cho bố mà nè. Đeo vô. Đeo vô có, đừng có ngấm nghếch cho người ta, để em sợ ta làm xong là người ta đi học. Người ta đi học rồi, ta kiếm tiền nuôi cho mẹ già rồi đó. Trời ơi, đó. Mẹ già hôm nay nè. Ta đang học trang điểm con dâu, trang điểm con cái tông đó. Mẹ già hôm nay. Mẹ già hôm nay, 9 số 4 đều dưới kìa. Mẹ hôm nay. Già hôm nay, 17 làm cái hồng cá tra cũng để lại đó. Trời ơi, trời ơi. À, dạo. Dạo vô, ở bên kia, ngửa cọng. Trời ơi, trời ơi, trời quá dữ, quá dữ luôn. Quá. Còn nó gà đeo luôn đây lợn. Còn nó kìa. Còn cầm trong bọc kìa lắm ơi. Còn cầm kìa. Đeo cho hết đi rồi hai trang điểm nữa. Thôi à, ơi. Hả? Đánh ma không? Đánh ma không rồi. Rồi bỏ quá luôn. Đeo đi xong rồi. Đeo vàng đi. Còn nhiêu kìa đeo đi. Từ không có cửa được thôi. Đưa sâu tham hoa son lại coi. Nó lợp kìa nãy vàng trên kìa. Ừ. Nó
Mà có cái màu nữa hả? Trời ơi, cái này chấm má hồng nữa. Má hồng. Chấm má hồng luôn. Thôi. Thở đúng không? Nó kìa làm, đeo vô làm. Cái này có gì nữa trời ơi, cái này đôi tay đó hả? Bên kia. Đám cư rơi trên miền Tây. Được không? Cô dâu đôi mắt hồng rơi ngà trăm. Ba từ từ mới vô nè. Có lỗ không đúc không vô nữa. Nó vô nữa. Thôi không kia lần nữa nha. Bộ hổng nó không vô có cười hả hảo bài. Chưa có vô mà. Đây. Nè nè. Không đưa tao đi vô luôn. Nếu vậy nó mới đồng đều phải không? Đeo vậy nó có bằng nhau. Mình làm người ăn là mình thật có tâm. Sống thật có hồn. Chú. Rồi, thọt vô coi. Chú. Thọt vô. Chưa có vô mà. Vô. Không có gà đủ nè. Chả biết con này ở đâu có không mấy chú? Đâu? Chú mua ở Lâm Sương đó. Mua ở thành phố Lâm Sương mới có đó. Dân thiệt đó. Đợi anh chút. Đưa tao trăm. Đưa cho em chứ. Cái gì vậy? Giang 17. Cái gì vậy? Giang 17 hả? Giang. Khoan. Ấm mã có chủ gì? À biết rồi. Cái này là cái gì nè? Dạ. Đưa. Ủa cái này cái gì ta? Cái này cái gì? Đeo bông. Cái này là cái gì? Đeo đây. Không nó có à rồi. Trong mình nó có gì sao đâu trời. Không có lòng vô lông đó, lông thòng chứ. Vô bông đó hả? Kim cương hợp tận rồi hả? Rồi yêu mà tới không thả nè. Cố hả? Đợi. Hòa tàn. Làm ai? Đó. Tính qua cứ chim sâu hay gì mà đeo vàng với vậy? À cứ trải khơi chịu đại mới tặng cho anh vàng nè. Rồi làm đám cưới luôn nha. Dạ. Bữa nay đầu tư mà của hồi môn gì? Thôi nói hả, có ta làm gì đâu, có ta làm gì đâu. Chặt cua. À chị ơi. Đâu, bỏ đây. Không, bỏ cái mặt không được, bỏ đi bên. Rồi, đẩy vô đàng hoàng. Rồi, xong rồi đó. Rồi, cọp mấy tóc bên đây cho nó lộn luôn làm. Rồi, bọc nó bọc gì vậy? Mở luôn coi. Quá trời, cửa hình mô. Được chị mở giùm đi. Mở từ từ. Đó, đi ra trang điểm thông ăn cướng gì đó mới được thử nè. Làm mấy ông dây thông cọc tóc chim sâu bên đây luôn làm ơi. Rồi. Từ từ. Chưa có da mà. Ủa ơi. Vàng dữ ta. Vàng quá đẹp. Trời ơi. Nữa hả? Cái gì đó? Đeo luôn. Đeo chuyện. Trời ơi. Trời có à. Vậy thôi mình đeo. Lộn mình đeo. Rồi đeo gì thôi. Có gì nữa không? Trời ơi. Đẩy vô con cái á. Trời ơi. Vậy là không có đó cũng lộn. Cái đó cũng lộn. Qua con lộn. Vậy đeo nhẫn cho con lộn đây không sao? Để thọc ra cho coi. Chưa đâu. Không. Được cái gì nữa. Trời. Nữa không? Không có lại bị quá đây không vừa. Đâu? Đúng không? Đeo cho. Đeo tôi đeo cho. Đi, không vừa đâu. Vậy là đeo. Đeo con đeo có vừa có vừa. Lộm đeo chỉ nhắn ra, đeo con cái lộm đi. Có này là. Có cái này vừa. Không, bươi ra. Cái thằng của tôi. Đưa tôi đeo đi trường ra. Có hả? Có gì trường này, đi trường này đó hả? Vậy là chỉ đeo con cái, đeo con cái. Rồi, giữ đeo con cái. Quá tuyệt vời. Dần hiểu, dần cái dần cô thịt đó. Cô thịt luôn á. Cô thịt luôn á. Có không? Cái tên đây nè. Đeo vô luôn. Chuối đó. Vô đã rồi, vô bánh quả. Bên đây nè. Bữa nay lần lộm xin lỗi dữ trời. Bữa nay cho cái bọn xin lỗi này hết nhiêu tiền rồi lộm. Đeo vô. Luôn, quá nhiều rồi. Đeo chứ nhảy vô luôn lộm. Còn chiếc đó nó gà. Chiếc Nga kia. Châu đeo dừa đó. Châu dừa. Châu đeo dừa. Đó. Nhưng thật lạ đó kìa.
rồi báo được. Rồi giữ được xong rồi đó, giữ là khá là ok không?